Đây là công việc mỗi ngày chứ không phải là chỉ có một mình hôm nay. Đấy. Nguyên liệu để nghịch thì là đấy, cứ có nước này, có giấy này, có đủ mọi thứ. Mà không hiểu là nghiên cứu cái gì. Đấy, ngày nào cũng thế, tốn bao nhiêu là giấy. Bây giờ cái nước này mẹ lấy này, cũng tốn của mẹ này. Giấy này cũng tốn tiền mẹ mua, nhưng mà bây giờ con nói cho mẹ biết xem là con đang tìm hiểu cái gì ở đây, hay là con chỉ nghịch thôi hả? Nếu như mà con học tập, con tìm hiểu cái gì thì mẹ cho con học tập, nhưng mà có đây con đang nghịch cái gì, con đang nghiên cứu cái gì mà bao nhiêu ngày nay rồi con cứ thế này. Đấy, vãi hết cả ra nhà là mẹ lại phải dọn. Thôi bây giờ hôm nay con nghịch buổi cuối cùng nhá, mai con không nghịch nữa nhá. Rồi thế bây giờ con cất đi cho mẹ, để đấy. Mai nghịch nữa là bị mẹ đánh gãy răng. Đúng rồi, mai nghịch nữa là mẹ mẹ ấy đấy, mẹ vụt đấy. Chứ mẹ không cho nghịch nữa đâu. Thế thôi, để ướt hết quần áo rồi. Nghịch thế thôi. Lấy bao nhiêu giấy của mẹ cho vào đấy. Thế giấy cho vào nước thì nó làm sao nhỉ? Nó làm sao? Đấy, nó hút nước, có thể thấy chưa? Đấy, nó ướt hết là quần áo của con. Bây giờ con đi xuống ngay đi để cho mẹ dọn cái chỗ này cho. Nay đi học có vui không? Bây giờ vãi hết xuống đây này. Ghê chưa? Không vãi nữa đâu, không nghịch nữa đâu. Cất đi đây. Thế rồi. Thôi. Đâu? Có một số cái quần mẹ để vào đấy cho con ấy, để con mặc đấy. Đâu đấy, đấy con mặc đi. Nó cổ rì đấy, thế nhưng mà cho con. Nghịch xong chưa?